Alo mọi người, tôi đi bắt cá nha mọi người. Đây bắt cá nha mọi người. Ở bên đây không có cá mà, để mình quay qua mấy bên đây mình bắt cho mọi người xem nha. Đó, hàng tí nè, nó đang bắt ở cái đầu đằng kia nha mọi người. Đó, ở đây có cái hang nè, có cái lỗ nè, để mình thò mình bắt nha mọi người. Đó, cá này cá không sao, nó ở sâu ở dưới đất nha mọi người. Thò phải là lúc tay á, có khi mình phải đào lên nữa, đào lên mấy tấc nữa mà mình thò lúc nó nằm y sình dơ lắm nha mọi người. Giờ để mình lấy cái vợt qua nào, đầu mình thò xuống mình bắt nó nha mọi người. Mình bắt hồi nãy giờ mà nó cũng ít quá mọi người. Chỗ này cũng nói chung hồi bữa giờ anh bắt cái này cũng mấy lần rồi nên cũng ít á. Giờ mình đi chỗ khác mình bắt tiếp nha mọi người. Cái này sình quá. Chắc mình quay như đây thôi nha mọi người. À, đây nha mọi người. Mới bắt đó. Mới bắt lên nè. Đó, con chả bá giờ quá mình biến quay nha mọi người. Không vừa chà bá luôn. Chà bá lửa luôn. Có nhiêu đâu, 4 con cá không vừa, 5 con cá không sao à, 9 con. Đây nha mọi người, đây là mới cá mình bắt nha mọi người. Cá không sao, cá không vừa nha mọi người. Còn cái rô này nó câu. Đó, đằng kia nó câu nha mọi người. Nó được một chục con, như đây cũng được kho tiêu nha mọi người. Chắc là đi dành mai mốt gì cơ. Mai với kho tiêu quá.
cá rô, cá con công dừa này bự chà bá lửa luôn, con dừa chà bá luôn, con công sao cũng bự không nha mọi người. Con này mình bắt bằng tay á. Đây nha mọi người, thì cá mới mần xong nha mọi người nè. Đó. Yeah. Đây là cũng được một cử cơm nha mọi người, cử cơm cỡ đây cỡ hai ba người ăn được ạ, cỡ ba người ăn đó nha mọi người. Đó. Mới bằng xong luôn, cá sống tươi luôn nha mọi người. Đó, cá rô trứng không à, rô toàn trứng không luôn nha mọi người. Cá rô nè, đó trứng không luôn, trứng chà bá luôn, cái con cá này cũng có trứng nữa nè. Đó. Ừ. Cá muốn sao cũng trứng không nha mọi người. Đây nha mọi người, cá mình coi tiêu ăn cơm chiều nha mọi người. Đó. Cá này vừa mình kho cũng dễ lắm, mình thắng đường lên cái bắt đầu mình cho nó vàng vàng, cái bắt đầu mình đổ nước vô. Đó, xong mình bỏ cá vô mình kho nha mọi người. Đó. Xong mình bỏ thêm củ hành tím rồi nè, ớt rồi tiêu rồi vô. Mọi người nhìn thấy ngon không?